Nó người với nó chó không? Nó người mà. Seagull, seagull, seagull. Dobita, Dobita là nhỏ, nhỏ, nhỏ. Dobita nhỏ. Nó mẹ nó mẹ nữa. Lía mà. Seagull. Mắc cười, mắc cười quá. Dễ thương quá. Bella thấy mắc cười quá hả? Em nhìn Bella thấy Bella dễ thương quá. Bella kể vậy mắc cười quá. Ôi nó bị chà. Như bị chà. Cái mơ nó ngủ vậy nó nằm á. Nó lầm bầm nó đó hả? Từ rồi sắp tới nó khỏi cái đi ra khỏi nhà. Nó không có chơi với ai trên. Tại sao? Tại sao? Giận. Giận gì? Giận gì? Giận bị bò hả? Con giận ai? Con giận anh Tí. Cái hồi con thích qua nhà anh Tí thì anh Tí không ngủ. Cái hồi con không thích thì anh Tí ngủ. Kể từ bây giờ là con không có đi đâu ra khỏi nhà. Trời. Bella. Tí đi về quê mất tim quê. Bella ở nhà vậy buồn lắm á. Phải đi chơi á. Có nhiều bạn bè lắm mới vui. Dắt đi xuống bà cốm chơi cho đã. Chiều về không thấy người con phải cằn nhằn. Cũng tại bà ngoại không à. Cứ rủ nó đi để cho bị bo đi nữa. Ở nhà nó cũng đi nữa. Sáng là mẹ nó thông báo rồi. Mẹ nó thông báo chiều đi về ngoại rồi. Tại bà ngoại không à. Cứ rủ con đi thôi. Cái là nhớ bị bo vậy đó hả? Bây giờ thương các em vậy đó hả? Về không thấy thằng kia cái cằn nhằn. Tại rủ con đi bị bo nó nhà nó mới đi. Bị bo giờ cái mặt nó nhìn thiết ha. Nó quậy quá. Nó về bản chân Việt Kiều dữ đó. Từ cái này mà Bibo nó nhà nó dựng trịch á. Ảnh mà nghe là ảnh đứng lên dựng tưng tưng tưng. Thôi chị đừng có dựng được nha. Xịn xịn nó cầm cái nó bỏ đầu nó châm lửa chớ đốt lên không ai kịp nó. Rồi nó đốt lên bay lên đốt thẳng xuống. Không, tức là cái trước khi nó phóng lên thì nó phải xịt như hỏa tiễn vậy á. Cháy. Nó xé vô não nó chết luôn. Không trời, nhờ cái mặt nó đầy trên Facebook. Bella nhảy cho ba mẹ coi đi. Ô, nhảy đẹp quá, Bella nhảy múa đẹp quá. Trời ơi, nhảy dễ thương quá kìa. Bella nhảy hay quá kìa. Ô, nhảy giống ba lê quá vậy. Nhảy giống ba lê quá vậy. Hay chưa, uốn người kìa, Bella uốn người hài nhảy kìa. Đó, vừa nhảy vừa coi hình nhảy kìa, đẹp chưa? Cột tóc cho đàng hoàng, nhảy mà. Lấy chồng.